Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin Hồng Kông bắn người biểu tình, Hà Nội lo bị diễn biến. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến những cuộc biểu tình sôi sục tại Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ của Trung Quốc và Hồng Kông được cho rằng sẽ được đưa ra và ký kết. Nhưng sau đó với sức ép của người dân Hồng Kông thì dự luật này đã bị rút lại vĩnh viễn và tình hình đặc khu Hồng Kông của Trung Quốc trở nên xấu đi trước các cuộc biểu tình ngày càng tăng và diễn biến có những bạo lực diễn ra. Đó là hình ảnh mà được các truyền thông quốc tế hôm nay đã đăng tải liên tục về việc lãnh đạo Hồng Kông nói bạo lực cực đoan khiến bà viện dẫn luật khẩn cấp. Đây là hình ảnh người biểu tình chống chính phủ châm lửa đốt một trong những cổng vào trạm tàu điện ngầm tại Causeway Bay sau khi lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam loan báo luật khẩn cấp đeo khẩu trang tại các cuộc biểu tình từ ngày 4 tháng 10 năm 2019. Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam ngày thứ Bảy nói rằng bạo lực cực đoan tại trung tâm tài chính này của châu Á là lý do cho quyết định của bà lần đầu tiên viện dẫn quyền lực khẩn cấp trong nửa thế kỷ sau một đêm biểu tình đầy bạo lực. Giao thông công cộng ở cựu thuộc địa của Anh bị tê liệt khi hệ thống tàu điện ngầm Hong Kong vẫn đóng cửa vào ngày thứ Bảy sau vụ hỗn loạn hôm thứ Sáu mà trong đó cảnh sát bắn một thiếu niên và những người biểu tình ủng hộ dân chủ phóng hỏa các cơ sở kinh doanh và trạm tàu điện ngầm. Hình ảnh các bạn thấy rất dữ dội ở Hồng Kông đang diễn ra với việc họ đốt trước cửa của tàu điện ngầm và chính vì vậy mà đã có những cuộc biểu tình ngày càng lan rộng. Và đêm ngày 4 tháng 10 là một đêm đen tối của đặc khu này khi trước đó một thiếu niên biểu tình đã bị cảnh sát bắn đạn trúng người và trước đó cũng đã xảy ra một sự kiện tương tự như vậy. Đó là việc người biểu tình Hồng Kông trúng đạn cảnh sát và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ như vậy. Cảnh sát bắn vào ngực nam sinh viên 18 tuổi khiến cậu bị thương nặng ở phổi trong ngày đụng độ bạo lực nhất ở Hồng Kông gần 4 tháng qua. Cảnh sát Hồng Kông hôm 1 tháng 10 thừa nhận họ phải đối mặt với tình trạng bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ khi biểu tình bùng phát ở thành phố hồi đầu tháng 6. Một học sinh trung học đã bị cảnh sát bắn trong cuộc đụng độ ở đường Tai Ho, quận Trentin. Đây là hình ảnh mà trước đây cũng đã từng xảy ra như vậy rồi. Và đoạn video được đăng trên mạng cho thấy nhóm biểu tình đuổi theo một cảnh sát cầm tấm khiên dài vào con hẻm, dúi anh ta xuống đất và đánh. Một cảnh sát chống bạo động khác đeo mặt nạ phòng độc lao tới với khẩu súng lục và chĩa vào người biểu tình. Khi đụng độ, cảnh sát này đã nổ súng vào nam sinh. Nguồn tin cảnh sát cho biết sĩ quan đeo mặt nạ phòng độc đã hét lên cảnh báo trước khi bóp cò. Cậu ta vẫn dùng gậy sắt đánh vào tay cầm súng của cảnh sát nên anh ấy đã phải nổ súng, nguồn tin nói thêm. Vụ nổ súng xảy ra khi nhóm cảnh sát rút lui vào một tòa nhà ở đường Tai Ho. Tuy nhiên cảnh sát đã ra ngoài để giúp đỡ sau khi thấy một đồng nghiệp bị người biểu tình tấn công. Và hình ảnh các bạn thấy rất dữ dội ở Hồng Kông đang diễn ra. Và điều đó buộc trưởng đặc khu hành chính của Hồng Kông Carrie Lam phải kích hoạt luật điều luật đặc biệt vốn được quy định từ khi Hồng Kông đang còn là thuộc địa của Anh. Và điều đó các bạn có thể thấy và ghi nhận ở trên một số trang báo quốc tế đã đăng, đó là Hồng Kông chính thức cấm người biểu tình đeo mặt nạ. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 10 đã thông báo lệnh cấm người biểu tình đeo mặt nạ trong nỗ lực nhằm trấn áp các cuộc biểu tình đòi dân chủ đã kéo dài gần 4 tháng tại đây. Lệnh cấm dựa theo một luật khẩn cấp thời thuộc địa sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 5 tháng 10 và áp dụng với những vụ tụ tập ở nơi công cộng không được phép và các cuộc biểu tình được cảnh sát không đồng ý. Phát biểu tại buổi họp báo hôm 4 tháng 10, khi công bố lệnh cấm, bà Carrie Lam nói người dân đang hỏi liệu Hồng Kông có quay lại bình thường được hay không. Chúng ta phải chấm dứt bạo lực ở Hồng Kông đang xảy ra ở khắp nơi ở Hồng Kông. Bà Carrie Lam cho biết lệnh cấm là nhằm vào những người biểu tình bạo lực, những người gây bạo động và sẽ có hiệu quả để ngăn cản hành động quá khích. Mặt nạ chỉ được cho phép khi người dùng chứng minh được họ đeo mặt nạ để làm việc hoặc vì lý do sức khỏe hoặc tôn giáo. Lệnh cấm đeo mặt nạ áp dụng với cả các việc vẽ lên mặt. Người vi phạm sẽ phải đối mặt với án tù 6 tháng nếu không chịu bỏ mặt nạ theo lệnh của cảnh sát để xác định danh tính. Và đây hình ảnh các bạn thấy rất rõ. Như vậy, lệnh này dường như lại có tác dụng ngược và người Hồng Kông vẫn xuống đường và đeo khẩu trang để tiếp tục biểu tình trong ngày hôm qua như chúng ta đã chứng kiến rất nhiều. Và đây là hình ảnh tiếp theo, Hồng Kông giao thông bị tê liệt khi chính quyền trấn áp bạo loạn. Hầu hết hệ thống tàu điện ngầm của Hồng Kông vẫn đóng cửa sau một ngày chứng kiến các nhà ga và doanh nghiệp bị tấn công trong các cuộc biểu tình bạo loạn chống chính phủ. Chỉ có sân bay Express vẫn mở khi người biểu tình bắt đầu cuộc phản đối mới trên lãnh thổ Trung Quốc tự trị.
Người biểu tình cũng kêu gọi mọi người bất chấp lệnh cấm đeo khẩu trang do bà Lâm công bố. Nhà điều hành đường sắt nói họ có thể tiếp tục các dịch vụ bình thường vì việc sửa chữa vẫn đang được thực hiện tại các nhà ga bị hư hại. Một dịch vụ xe buýt hạn chế cũng sẽ được cung cấp. Các siêu thị, ngân hàng cũng đã đóng cửa, quay cuồng vì sự hỗn loạn vào hôm thứ Sáu khi những người bạo loạn nhắm vào các trạm nhà ga MTR và buộc những trạm nhà ga này đã phải đóng cửa. Và các đồng nghiệp được cho là có liên kết với Trung Quốc đại lục, những doanh nghiệp có liên kết với Trung Quốc cũng đã bị tấn công. Hàng trăm người biểu tình, nhiều người trong đó đeo mặt nạ biểu diễn diễu hành qua các khu mua sắm ở Clouser Bay vào thứ Bảy ngày 5 tháng 10. Chúng tôi không chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, nhưng chúng tôi cảm thấy phải ra ngoài và thể hiện quyền cơ bản của mình để được đeo khẩu trang. Xuê, một người 22 tuổi nói như vậy trong cuộc biểu tình. Chúng ta cũng đã chứng kiến cũng đêm ngày 4 tháng 10, nhiều người biểu tình đã đốt rác và đốt các cắt thông và các cửa ra vào của các ga tàu điện ngầm ở Hồng Kông, phản đối luật khẩn cấp cấm đeo khẩu trang. Và ngày 5 tháng 10 thì họ vẫn tiếp tục phản đối bằng cách tổ chức biểu tình và không dừng lại ở đây. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ, đây là những hình ảnh được ghi nhận của một tờ báo tại Hồng Kông đã đưa ra, là một an ninh Hồng Kông bị người biểu tình tấn công. Và các bạn cũng thấy ông ta đã bị đánh chảy máu. Và bà Lâm, đặc trưởng khu Hồng Kông nói, hành vi cực đoan của những kẻ bạo loạn đã khiến Hồng Kông trải qua một đêm rất đen tối, khiến xã hội hôm nay bị tê liệt một nửa. Bà Lâm nói trong những phát biểu đầu tiên của bà kể từ khi lệnh cấm đeo khẩu trang được ban hành từ thứ Sáu trên cơ sở các điều khoản của luật về tình trạng khẩn cấp. Bạo lực cực đoan cho thấy rõ ràng rằng sự an toàn của công cộng của Hồng Kông đang bị đe dọa rộng rãi, bà nói trong một thông báo thu sẵn trên đài phát thanh và truyền hình. Đó là lý do cụ thể mà chúng tôi phải viện dẫn luật khẩn cấp ngay hôm qua để đưa ra luật chống đeo khẩu trang. Hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ là như vậy. Và khủng hoảng tại Hồng Kông đã diễn ra sau khi dự luật dẫn độ công dân giữa Hồng Kông và Trung Quốc được đưa ra ban hành và chuẩn bị ban hành và thảo luận tại đây, đã đem đến cái lo ngại rất lớn cho người dân Hồng Kông sẽ bị Trung Quốc đại lục khống chế, mất đi tự do nếu luật dẫn độ được thông qua. Sau đó, trước sức ép biểu tình lan rộng tại Hồng Kông, trưởng đặc khu bà Karen Lâm hôm ngày 4 tháng 9 đã phải tuyên bố rút lại vĩnh viễn dự luật này. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ cho các bạn xem khi mà bà rút đi dự luật. Đó là bà Karen Lâm tuyên bố rút dự luật dẫn độ. Nhà lãnh đạo Hồng Kông Karen Lâm nói bà đã rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi, nguồn cơn gây ra các cuộc biểu tình trong mấy tháng qua. Ngày 4 tháng 9 năm 2019, việc rút lại hoàn toàn dự luật là một trong năm đòi hỏi của người biểu tình, những người đã đòi hỏi các quyền dân chủ và đầy đủ. Trong một bài phát biểu truyền hình trên truyền hình hôm thứ Tư, bà Lâm cũng thông báo rằng hai quan chức cấp cao sẽ tham gia cuộc điều tra đang diễn ra về hành động của cảnh sát trong các cuộc biểu tình. Phải có cuộc điều tra độc lập về cáo buộc cảnh sát ra tay đàn áp tàn nhẫn với người biểu tình cũng là một yêu cầu khác của các nhà hoạt động. Và đây là hình ảnh của bà. Nhưng một điều rất quan trọng và liên quan đến Việt Nam, đó là tại Việt Nam, hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc đã bất ngờ được phía Trung Quốc loan báo ra vào ngày 26 tháng 8 vừa qua mà người dân Việt Nam không hề biết điều này, và nó đã được thông qua từ lâu. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ, một bài báo ở quốc tế đã đăng Trung Quốc phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Việt Nam. Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua một hiệp ước dẫn độ với Việt Nam trong khi dự luật dẫn độ của nước này với Hồng Kông đang bị nhiều người trên thế giới phản đối. Đây là hình ảnh gồm cả những người biểu tình. Đây là hình ảnh tại Sydney, Úc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc vừa phê chuẩn một hiệp ước dẫn độ với Việt Nam được ký kết từ những năm 2015 theo hãng thông tin Xinhua của nhà nước Trung Quốc. Cơ quan lập pháp hàng đầu của Bắc Kinh đưa ra quyết định hôm 26 tháng 8 khi phê chuẩn hiệp ước gồm 22 điều khoản, trong đó có các vấn đề như nghĩa vụ dẫn độ, tội phạm đủ điều kiện dẫn độ, quy định từ chối dẫn độ và giải quyết tranh chấp. China Daily cuối tuần cũng cho biết Trung Quốc đã mở rộng hợp tác quản lý quốc tế bằng việc thông qua các hiệp ước dẫn độ với hai nước gồm Việt Nam và Sri Lanka tại một buổi họp kết thúc của phiên họp 5 ngày của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Trung Quốc. Theo Xinhua, Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu thảo luận về hiệp ước dẫn độ từ tháng 10 năm 2013, và hai nước quốc gia cộng sản láng giềng này đã ký hiệp định này vào ngày 7 tháng 4 năm 2015 tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, hiệp định này chưa có hiệu lực.
Theo luật định của Trung Quốc được China Daily trích dẫn, việc các nhà lập pháp hàng đầu ở Bắc Kinh thông qua sẽ làm cho hiệp ước dẫn độ với Việt Nam có hiệu lực. Thì đây là hình ảnh các bạn thấy rõ. Và người dân Việt Nam là không biết về cái hiệp ước này, và chỉ khi Bắc Kinh đưa ra trước Quốc hội bàn thảo và để thông qua thì lúc đấy Việt Nam mới biết được. Thì điều này rất nguy hiểm ở với Việt Nam, bởi vì chúng ta có thể xem rằng từ trước đến nay Việt Nam và Trung Quốc chắc chắn sẽ ký kết rất nhiều hiệp ước và rất nhiều những cái hợp tác với nhau và công ước, và chúng ta những người dân Việt Nam không hề được biết, và chỉ khi Trung Quốc thực thi thì điều đấy mới được đưa ra, và đây là một trong những cái chứng minh cho điều đó. Và lãnh đạo biểu tình trẻ Hồng Kông, anh Hoàng Chi Phong đã sang Đức, Mỹ để tiếp tục vận động cho tự do và dân chủ của Hồng Kông phải được duy trì. Và trong các cuộc biểu tình vừa qua, nhiều người đã bị thương, trong đó có một phóng viên thì bị mù mắt vĩnh viễn, một thanh niên trẻ bị cảnh sát bắn, và nhiều nhân viên cảnh sát Hồng Kông cũng gặp nạn. Và đứng trước tình thế đó, trưởng cao ủy Liên Hợp Quốc Michael Bachelet đã yêu cầu mở một cuộc điều tra đầy đủ về các vấn đề bạo lực đang diễn ra tại Hồng Kông. Và hình ảnh mà các bạn có thể xem rất rõ trên một bài báo ở trên nước ngoài quốc tế đã đăng, đó là Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra bạo lực liên quan đến biểu tình ở Hồng Kông. Đây là hình ảnh cảnh sát truy đuổi hai người biểu tình đeo khẩu trang ở khu Trung Hoàn của Hồng Kông, một ngày sau khi lãnh đạo của thành phố ban lệnh cấm đeo khẩu trang để ứng phó với các cuộc biểu tình ngày càng bạo lực. Đây là hình ảnh ngày 5 tháng 10 năm 2019. Trưởng đặc trách nhân quyền Liên Hợp Quốc thứ Bảy kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ Hồng Kông, nói rằng những thương tích là đáng báo động. Hai người biểu tình thiếu niên đã bị bắn trong khi một nhà báo bị mù mắt vĩnh viễn trong tuần qua trong vụ bạo lực tồi tệ nhất sau 4 tháng bất ổn ở thành phố do Trung Quốc cai trị. Chúng tôi lo ngại về mức độ bạo lực liên quan đến một số cuộc biểu tình và cũng báo động về mức độ thương tích đối với cảnh sát và người biểu tình, bao gồm các nhà báo và người biểu tình bị bắn bởi các nhân viên thực thi pháp luật, trưởng cao ủy Liên Hợp Quốc Michael Bachelet nói trong một cuộc họp ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Và hình ảnh này cũng như những thông tin này chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể biết cái nghiêm trọng đang diễn ra ở Hồng Kông, cũng như khi một thể chế dân chủ và tự do như Hồng Kông và đang bị Trung Quốc dần dần thâu tóm thì người dân Hồng Kông mất tự do và họ đã biểu tình để chống lại điều đó. Và với phong trào biểu tình tại Hồng Kông, có lẽ Đảng và Nhà nước Việt Nam đang rất lo lắng khi người dân Việt Nam đủ dũng khí thì họ sẽ tổ chức những cuộc biểu tình tương tự như Hồng Kông trên toàn quốc, phản đối chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, cùng thể chế độc tài, độc đảng, mất nhân quyền, không chính danh và cũng không phải do trên 90 triệu người dân Việt Nam bầu ra. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể phục vụ các bạn được những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.